Rồi chúng ta hãy nói tới một số những thông tin liên quan đến crypto trực tiếp đi Thì đầu tiên hết nói về giá cả của BTC Thì các bạn thì được là giá của BTC sau khi mà lên được tới cái mức này Đã có một cái sự tăng trưởng coi như rất đáng kể từ đầu năm tới bây giờ rồi các bạn Nếu như mà thường zoom ra đó Thì chúng ta hãy lấy giá của BTC đầu năm à, Lúc đó giá là khoảng chừng có 16.500 đô thôi các bạn Nếu chúng ta tính à, cái thời điểm đó 16.500 đô Chúng ta tính lên tới mức bây giờ đó thì chúng ta được là phần trăm tăng trưởng từ đầu năm tới bây giờ đã là 75% rồi Thì đối với sự tăng trưởng này đó, đương nhiên không hề nhỏ Nhưng mà câu hỏi bây giờ đối với nhiều bạn đó thì tình hình BDC bây giờ đó thật sự ra sao Tại vì chúng ta thấy được là lên tới đây thì lại thấy giá của BDC khẩn lại nếu như mà các bạn tin vào những chu kỳ đó thì khi các bạn nhìn vào từng chu kỳ một giống như các bạn thấy được là first halving như là hai đầu tiên đó đây là cái thời điểm giống như năm 2013 tới là 15 đó, đó chính là màu xanh dương các bạn thấy trên màn hình kế tiếp đó là cái đường màu cam đây là cái đợt second haven có nghĩa là năm 2016-17 và chúng ta thấy được chu kỳ uh, năm 2021-22 đó chính là cái đường mà màu xanh lá cây này thì khi các bạn zoom ra các bạn nhìn đó, thì đương nhiên chúng ta thấy được là cả ba chu kỳ này không giống nhau hoàn toàn nhưng mà có nhiều điểm tương tự như nhau Nói chung đó nếu như các bạn nhìn các bạn sẽ thấy được là những gì đang xảy ra hiện bây giờ So với lại cái mô hình chúng ta đã thấy năm 2019 và thậm chí trước đó nữa là năm 2015 Thì có rất là nhiều điểm giống nhau các bạn Chúng ta thấy được là BTC đều có một sự hồi phục sau một năm Đi xuống rất là nhiều à, Năm 2019 là một năm chúng ta có một sự hồi phục Cũng giống như là năm nay vậy các bạn Năm 2023 này chúng ta cũng có một sự hồi phục Từ đó tới bây giờ Sau năm 2022 xuống rất là nhiều Thì đấy là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Những thông tin nó khác nhau Tình hình cũng khác nhau Cái kinh tế vĩ mô Những gì chúng ta biết đều khác nhau Trong những cái chu kỳ này Nhưng mà rất rõ ràng là có một cái sự tương tự với những chu kỳ thì đối với thuận hiện bây giờ BTC thì cũng vẫn đi theo chu kỳ 4 năm mà thôi và cũng như những chu kỳ trước chúng ta tiến tới ngày Bitcoin hạ vinh và tôi nghĩ là câu hỏi của nhiều bạn vẫn là muốn biết bây giờ chúng ta có phải thật sự đang hồi phục hay là không chúng ta đã có thực sự thấy đấy rồi hay không có phải là cái thời điểm mà cuối tháng 11 đó lúc đó giá BTC giảm xuống còn 15.780 đô khi mà có sự kiện của FTX đó, lúc đó là đã đáy rồi có phải gì hay là không thì đương nhiên không ai có thể chắc chắn được hết các bạn cho đến khi nào mà chúng ta đã qua rồi một thời gian chúng ta nhìn lại chúng ta mới biết đâu là đỉnh đâu là đấy cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây với các bạn là nếu các bạn đầu người mà tin vào chu kỳ thì các bạn không thể nghĩ là chúng ta chưa thấy đáy được Tại vì dựa theo chu kỳ, dựa theo thời gian đó thì không hợp lý nếu chúng ta vẫn chưa thấy đáy bây giờ Có nghĩa là dựa theo những chu kỳ đó khả năng chúng ta đã thấy đáy rồi Và đây cũng là một trong những cái bài Thường đã chia sẻ với các bạn cuối tháng 10 các bạn Đây là trước khi chúng ta có cái sự kiện liên quan tới FTX để Thuận chia sẻ lại thì cuối tháng 10 của năm ngoái đó thường nói là chúng ta đang trong thời kỳ downtrend từ đầu năm tới bây giờ, năm 2022 năm ngoái đó thì có thể là bạn nghĩ chúng ta đã thấy đấy, nhưng nếu như bạn tin vào lịch sử các chu kỳ đó thì chúng ta có thể thấy đấy trong vòng khoảng 4 tuần, có nghĩa là thời điểm đó tính theo cái thời gian đó thì khoảng 4 tuần nữa chúng ta mới thấy đấy và sau đó chúng ta cũng đã biết là có cái à, sự sụp đổ của FTX dẫn đến giá BTC giảm xuống còn 15.800 đô. Năm 2023 sẽ ra sao đó thì nếu chúng ta nghĩ năm sau sẽ giống như năm 2019 hoặc là năm 2016, khả năng sẽ là một năm sideways. Đương nhiên trong năm chúng ta sẽ có những cái đợt pump Nhưng nhìn lại đó vẫn là một năm khá nhàm chán cho đến năm 2024 Cái sự sôi động sẽ trở lại với sự kiện Bitcoin Haven Thì khi các bạn nhìn lại bài viết này thường chia sẻ đó Đây là một bài viết à, chỉ chia sẻ dựa theo những chu kỳ mà các bạn để nhiên thường làm sao biết được à, Sàn FTX bị sụp đổ hay là làm sao thường có thể biết được những cái sự kiện liên quan đến ngân hàng Liên quan đến USDC Tất cả những điều đó chúng ta đều sẽ không biết được cho đến khi nó xảy ra Nhưng mà dựa theo chu kỳ đó thì các bạn có thể nhìn thấy là những gì đang xảy ra cũng tương tương tự như những chu kỳ mà thôi và nếu như mà chúng ta nhìn vào năm 2019 á, thì năm đó cũng đầu năm mà chúng ta có một cái sự tăng trưởng từ đầu năm mãi cho đến giữa năm 2019 lúc đó giá của BTC đó thuận nhớ là từ khoảng chừng 3.800 đô đầu năm mà đẩy lên tới 14.000 đô năm 2019 trước khi mà kết thúc với một cái sự sụt giảm từ 14.000 đô và kết thúc năm đó đó chỉ ở mức là khoảng 6.700 đô mà thôi. thường cho các bạn thấy cái biểu đồ của năm 2019 thì các bạn sẽ rõ hơn. Khi mà chúng ta trở về năm 2019, đó chính là cái thời điểm này là các bạn, chúng ta đều là có một sự tăng trưởng của BTC từ khoảng chừng 3.000 thật ra tăng trưởng từ cái mức chỉ có 3.300 đô mà thôi lên tới gần như 14.000 đô rồi chúng ta kết thúc à, năm 2019 với cái mức là khoảng 6.800 đô các bạn. Nếu như các bạn tin năm nay cũng tương tự như vậy đó thì à, chúng ta sẽ có một cái đợt tăng trưởng và đợt đó đã xảy ra rồi. Và chúng ta bây giờ chỉ không biết là đợt tăng trưởng này đó sẽ tăng đến mức nào. Nhưng mà nếu các bạn tin giống như năm 2019 đó, thì tới một mức nào đó chúng ta sẽ có một sự điều chỉnh xuống. À, năm nay là một năm mà tuy có sự hồi phục nhưng mà nói chung của một năm không có phải là sôi so động lắm đâu. Cho đến khi nào chúng ta đến năm 2024 thì mới có cái sự sôi so động được nhưng mà đương nhiên đây chỉ là chúng ta dựa theo những cái lịch sử mà thôi và lịch sử là cái mà chúng ta có hiện bây giờ không có ai có thể dám chắc chắn nói là năm nay không phải đầu năm mà chúng ta không có đỉnh mới hết các bạn không có gì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái sự điều chỉnh hết nếu như mà BTC cứ tiếp tục tăng trưởng hoài thì là điều là hoàn toàn à, có thể và ai cũng muốn các bạn nhưng mà thôi đâu người tin tưởng và chu kỳ cho đến khi chúng ta có lịch sử mới và nếu như các bạn nhìn vào những tài liệu on-chain thì những tài liệu on chain đều cho các bạn thấy được là chúng ta đã rời khỏi dùng tích lũy rồi cũng tương tự như là những cái chu kỳ trước đó các bạn thấy được là ở trên classno đó chúng ta nhìn vào những tài liệu như là cái phần trăm bịch khôi năng có lời thì các bạn thấy được là hiện bây giờ đó phần trăm đó là 74 phần trăm coi như là cũng trung bình các bạn không nhiều nhưng mà cũng không ít nhưng mà cái thời điểm mà cái phần trăm này dưới 50 phần trăm đó có nghĩa là cái dùng màu xanh lá cây này thời điểm đã, qua rồi các bạn chúng ta được đó là thời điểm mà dự lịch sử là thời điểm tốt để mà tích lũy à, chúng ta nhìn vào những cái tài liệu như là chúng ta nói tới uh, peer holders chúng ta đều thấy được tình hình tương tự hay là market cap cho to tomo cap cái gì các bạn thì chúng ta đã rời khỏi cái dùng màu xanh lá cây rồi đó là cái dùng tích lũy dựa theo lịch sử trước đây khi mà chúng ta nằm trong vùng mà xanh lá cây đó thì tôi cũng thường hay chia sẻ với các bạn nhưng mà lúc đó đó thì uh, tâm lý rất là khác các bạn thị trường này tâm lý thay đổi liên tục luôn lúc mà mọi người đang chán nản các bạn chia sẻ bất cứ một thông tin gì tích cực đó thì các bạn sẽ uh, bị rất là nhiều những cái phản bác lại khi mà tình hình tốt đó thì bất cứ một thông tin xấu gì các bạn chia sẻ cũng sẽ gọi là phớt và các bạn sẽ bị phản bác lại các bạn cho nên tâm lý thị trường này nó là như vậy. Nhưng mà đó cũng là lý do tại sao mà khi mà các bạn có một lập luận đầu tư, các bạn có một cái chiến lược rõ ràng, các bạn có lòng tin vào chu kỳ, các bạn có lòng tin vào tương lai của BTC, tương lai của những crypto các bạn lưu trữ thì các bạn mới có thể có cái động lực để tích lũy dài hạn được Nhất là những lúc mà mọi người hoảng loạn, mọi người không muốn nói về BTC Đó thực sự là những lúc mà chúng ta cần phải nên tích lũy Và chúng ta cũng thường hay nhìn vào cái biểu đồ tâm lý thị trường các bạn Thì nếu các bạn muốn biết chúng ta đang nằm trong cái phần nào Thì các bạn cần phải xem coi là cái tâm lý chung thị trường là như thế nào các bạn Nếu như mà các bạn nói là chúng ta vẫn chưa thấy đấy đó Nghĩa là chúng ta phải nằm trong cái vùng gọi là hoảng loạn đầu hàng có nghĩa là các bạn phải thấy là tâm lý chung của thị trường nó phải là ai cũng bán tôi cần phải thoát ra hay là đầu hàng là tôi đã bán hết không để để lỗ thêm và phẫn nộ thường đó đây là cái phần mà chúng ta đã đến cây đấy một chu kỳ đó chính là lúc chúng ta có những cảm giác như là tại sao vẫn có người bán ai đang sốt tại sao nhiều tin tốt nhưng mà thị trường vẫn tiếp tục xuống à, bây giờ ngược lại các bạn bây giờ thì chúng ta thấy được là tin xấu thị trường cũng chẳng quan tâm để thuận chia sẻ một số những tài liệu của các bạn một lát nữa về cái điều này đối với thuận thì tôi không nghĩ chúng ta nằm trong cái vùng này mỗi người đều có một cái nhận định đối với thuận đó, thì thuận nghe nhiều hoài nghi hơn nhiều người nói là đây là lần tăng giá sẽ không thành công đây là một cái lần tăng giá giả vân vân chúng ta cũng đã nghe nói tới bo trap từ lúc thì 5.000 đô thẳng tới ba 000 đô chúng ta nghe bo trap bo trap liên tục các bạn nghĩ chúng ta đang nằm ở vùng nào của chu kỳ tâm lý thị trường các bạn hãy comment ở bên dưới rồi um, thuận muốn dành thời gian uh, để mà cập nhật với bạn liên quan đến danh mục đầu tư crypto của thuận tại vì mỗi 2 tuần uh, thuận cập nhật một lần uh, cập nhật này đó nhiều bạn cũng đã biết uh, là thuận cập nhật chỉ đơn giản để các bạn có thể nắm được thuận đang lưu trữ những đồng nào để có một sự rõ ràng khi mà thuận chia sẻ thông tin hàng ngày các bạn biết được là thuận đang lưu trữ đồng nào và lưu trữ bao nhiêu phần trăm để các bạn có thể tự đưa ra quyết định uh, về thông tin thuận chia sẻ và thuận cũng muốn chia sẻ quá trình đầu tư với các bạn uh, để coi như là ghi chú lại quá trình là từ bao nhiêu năm nay mình đầu tư như thế nào quan điểm thay đổi ra sao những đồng mình lưu trữ đó thay đổi như thế nào theo thời gian cũng giống như là một cái nhật ký đầu tư của thuận gì đó để thuận chia sẻ với các bạn về cái danh mục đầu tư mới nhất của thuận không có gì là quá lạ bây giờ thuận vẫn lưu trữ phần trăm crypto nhiều nhất đó chính là btc các bạn 67.49% là thuần đang lưu trữ là BTC Ethereum vẫn là đồng thuần tin tưởng thứ nhì Bây giờ đang lưu trữ là 20.8%, cái đó chính là BNB các bạn thường lưu trữ là 6.8%, à, chúng ta có Cardano à, thường lưu trữ là 2.5% của tổng số crypto thường đang lưu trữ và những đồng nhỏ hơn đó thì chúng ta có XRP thường lưu trữ là 0.7%, mà Đức thường lưu trữ chỉ có 0.5% mà thôi, Doge thường lưu trữ 0.6%. Solana không lưu chữ 0.4% và còn lại 1% rất là nhỏ đó chính là 0.07% là một số như đồng nhỏ khác các bạn nó nhỏ cho nên thường không có chia sẻ trên cái biểu đồ này với các bạn được đó là cái kết cấu danh mục đầu tư crypto của thuận đối với thuận bây giờ đó thì thuận vẫn đang tích cực để mà trung bình giá ethereum cho nên hiện bây giờ đó, trạng thái là dc ethereum à, đương nhiên các bạn thấy được là giá của btc đây gần đây là có cái sự tăng trưởng vượt trội so với lại những đồng khác cho nên cho dù thuận tiếp tục trung bình giá ethereum nhưng mà chúng ta thấy được là phần trăm btc vẫn tăng trưởng là vì lý do đó rồi đó là cái phần trăm phân bổ liên quan đến crypto Nếu như mà chúng ta nói tới tổng danh mục đầu tư đó Thì crypto bây giờ chiếm bao nhiêu phần trăm của tài sản của Thuận Thì ngay thời điểm bây giờ đó crypto chiếm tổng cộng là 57.8% các bạn 57.8% là crypto hiện tại Kế đó, đó tiền mặt là Thuận lưu trữ là 15% các bạn thấy được là cổ phiếu thuận lưu trữ không có nhiều Tuy là văn tích cực thu mua thêm Nhưng mà bây giờ chỉ có 3.8% mà thôi và nhiều bạn thì hỏi thường thường đang lưu trữ cổ phiếu gì thì cũng không có thay đổi các bạn thường lưu trữ những cái index có nghĩa là những cái quỹ hỗn hợp à, trong đó chúng ta có à, những cái quỹ liên quan tới cổ phiếu lớn cổ phiếu chung và cổ phiếu nhỏ hoa kỳ à, của van và thường lưu trữ những cổ phiếu riêng lẻ đó thì à, thường lưu trữ tesla apple microsoft amazon costco target thường chia sẻ tại vì đây là một trong những điều mà nhiều bạn hỏi thường liên tục cho nên thuần chia sẻ để các bạn nắm bắt mà thôi chứ còn kênh này cũng không có chuyên về đầu tư chứng khoán đâu các bạn và thuần cũng không phải là người mà chú tâm đầu tư chứng khoán hiện bây giờ phần lớn vẫn là crypto còn những tài sản khác đó thì thuần lưu trữ 23.4% hiện bây giờ trong đó chúng ta có bất động sản hợp đồng đầu tư vân vân và đối với bất động sản đó thì thuận đang tiến hành thu mua thêm một căn nhà nữa nhưng mà nó chưa có hiện diện trong danh sách này khi nào mà có thì tôi sẽ cập nhật phần trăm này để chia sẻ với các bạn. Và đương nhiên thuận mua nhà không có nghĩa là thuận nghĩ giá nhà không xuống nữa các bạn, nó sẽ biết được giá nhà còn xuống nữa hay là không. À, nhiều bạn cũng biết đây là một trong những điều mà thuận đã muốn làm từ năm ngoái nhưng mà năm ngoái đó chúng ta thấy được là lãi suất tăng thì thực sự giá nhà cũng đã nguội lại nhưng mà cuối cùng cũng không nguội bao nhiêu hết các bạn. À, Thật ra nhưng mà nào mà sống ở Cali đó thì chắc cũng để ý là giá nhà giảm khoảng chừng là 10% phần trăm mà thôi nhưng mà gần đây đây giá nhà lại không giảm nữa mà thậm chí trong vòng 30 ngày qua đó lại có sự tăng trưởng thì thùng uh, chỉ muốn tranh thủ thu mua bây giờ chứ nếu như để tới hè đó lúc đó là cái lúc mà nhiều người đi mua bán nhà hơn tại vì đó là cái lúc mà con cái người ta uh, đã ra trường rồi thì người ta sẽ tranh thủ để mà dọn nhà để con cái người ta có thể đi vào nhập học trường mới đúng thời điểm cho nên hè sẽ là một cái mùa bận rộn cho mua bán nhà hoa kỳ cho nên thùng muốn tranh thủ uh, hiện bây giờ và đương nhiên bản thân thuận thì à, theo đuổi một số những quy định đây là quy định thuận lập riêng cho bản thân mình mà thôi nhưng mà thuận cũng chia sẻ để các bạn có thể à, có thêm một phần thông tin à, thứ nhất đó là quy định thuận luôn luôn là đừng tin ai hết các bạn chúng ta chỉ nên tin bản thân của mình mà thôi có rất là nhiều người có thể là thật sự họ muốn giúp đỡ các bạn nhưng mà vì sự hiểu biết của họ hay là vì cái quyết định sai lầm của họ dẫn đến các bạn có thể là bị thua lỗ cho nên đừng tin ai các bạn nên tin bản thân của mình tự tìm hiểu năm nay là năm 2023 rồi các bạn thật ra những thông tin à, liên quan đến đồng này đồng kia liên quan đến là tình hình của Ethereum BTC OnChain ra sao đó thông tin đầy dẫy hết nó không giống như là năm 2017 nữa bây giờ thông tin rất là nhiều cho nên các bạn hoàn toàn có thể tự tìm hiểu và tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình tôi giữ crypto tôi nghĩ điều này là điều mà không có gì gọi là cần phải giải thích thêm nữa những gì chúng ta đã nhìn thấy xảy ra năm ngoái nhớ chút lời nếu các bạn không chút lời thì người khác sẽ chút lời giùm các bạn phân bổ vốn rất là quan trọng nếu các bạn không phân bổ vốn đó lỡ như mà các bạn chú tâm vào à, trung bình giá một đồng như là luna thì kết quả sẽ ra sao các bạn cho nên phân bổ vốn rất là quan trọng à, và đương nhiên không vay mượn đầu tư đã căng thẳng rồi các bạn vay mượn đầu tư thì căng thẳng lại càng tăng thêm nữa dẫn đến các bạn sẽ đưa ra những quyết định sai lầm zoom bao đầu tư dài hạn luôn là tiêu chí của kênh này chúng ta đương nhiên sẽ không biết được là ngày mai ngày mốt tháng sau giá sẽ ra sao cái thường quan tâm nhiều hơn là năm sau năm tới năm năm sau cái xu hướng thị trường này là sẽ ra sao đó là điều mà thường quan tâm rồi bây giờ thuận cũng dành thời gian để mà cùng với các bạn trung bình giá tuần này tại vì mỗi tuần đó thì chúng ta cùng nhau trung bình giá một cái account demo để các bạn xem kết quả của trung bình giá ra sao và đây là account demo để thuận nhắc lại các bạn nhớ à, chúng ta đã cùng nhau tạo ra account này là hơn một năm trước ngày 4 tháng 4 lúc đó giá của BTC là 46.622 và giá của Ethereum là 3.514 và thùng các bạn đã tạo ra account double này và mỗi một tuần đó chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá 100 đô vào BTC, 100 đô giờ Ethereum thì kết quả các bạn thấy cho đến ngày hôm nay đó chúng ta đã có lời là 25.19% mặc dù giá bây giờ so với lại cái mức giá chúng ta bắt đầu trung bình giá đã cách xa nhau và chúng ta đã được là so với mức đỉnh lại càng xa hơn nữa nhưng mà vẫn có lời. Đó chính là kết quả của trung bình giá. Các bạn nghĩ khi mà chúng ta bước vào mùa bull nên thật sự thì phần trăm này sẽ ra sao? Đối với lại BTC đây thì cái giá trung bình chúng ta mua là 22.647 bảy đây là cái giá trung bình có lúc chúng ta mua cao hơn có lúc chúng ta mua thấp hơn nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ mua 100 đô vào BTC thì ở mức giá 28.969 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được 0.00345 BTC mà thôi các bạn khi mà trung bình giá đó các bạn muốn thấy là trung bình giá giá càng đi xuống thì các bạn càng thu mua được nhiều hơn với cùng một số lượng tiền Bây giờ các bạn thấy được là BTC đã tăng gần như gấp đôi so với lại cái mức của tháng 11 thì chúng ta chỉ có thể mua được phần nửa cái số lượng BTC mà thôi Cùng một số tiền. Thân bấm submit thì đây là trung bình giá của ngày hôm nay 100 đô BTC. Thân cũng sẽ làm điều tương tự liên quan đến Ethereum thì Ethereum đó chúng ta có mức giá trung bình uh, thu mua vào là 1566 đô cùng với lại con số là 100 đô la, chúng ta có thể thu mua được bao nhiêu Ether thì chúng ta có thể thu mua được 0.0519 ethereum thông số submit và đây là coi chúng ta đã trung bình giá xong cho tuần này tôi sẽ cùng các bạn cùng nhau trung bình giá trong chủ nhật tuần sau và nói tới Ethereum thì có một cái thông tin được chia sẻ lan tỏa ngày hôm qua Dựa theo dữ liệu on -chain thì chúng ta thấy là sáng ngày 6 tháng 5 Địa chỉ ví của Ethereum Foundation đây là cái quỹ mà chủ yếu giúp để mà hỗ trợ phát triển Ethereum Họ đã chuyển 15.000 Ether là tương đương tới khoảng chừng là 29.7 triệu đô la lên sàn Kraken Và địa chỉ ví của Vitalik đó là Vitalik.it cũng đã chuyển 200 Ether Có nghĩa là gần như 400.000 đến sàn này việc bán Ethereum lần này cũng giống như lần trước đó nhằm mục đích trang trải cho chi phí vận hành marketing và các hoạt động khác và chúng ta được là trên màn hình nên chúng ta cũng đã có cái đường giá của Ethereum và mỗi lần mà chúng ta thấy có sự di chuyển của Ethereum Foundation đưa lên trên những sàn à, đương nhiên đưa lên để mà bán rồi để họ có thể có chi phí vận hành à, thì chúng ta thấy được là trước đây đó Ethereum Foundation đã có nhiều lần bán ngay đỉnh luôn các bạn Hay là đỉnh của thời điểm đó Giống như là chúng ta thấy uh, Ethereum Foundation đã bán 70.000 Ether tại đỉnh năm 2018 và lần bán gần nhất đó là 20.000 Ethereum vào ngày 11 tháng 11 năm 2021 khi đó giá BTC là khoảng 4.700 đô dựa vào thông tin này đó nhiều người lo lắng tại vì bây giờ chúng ta thấy được là Ethereum đã được đẩy lên trên sàn có phải là Team Foundation nghĩ là giá của Ether ít ra ngay thời điểm này đã đến đỉnh rồi hay là không thì đương nhiên không ai biết được hết các bạn nhưng mà sự thật đó khi mà chúng ta nhìn vào giá của Ether thì sau khi có thông tin này cũng không có cái sự thay đổi nhiều Như các bạn thấy được là giá của Ethereum cũng tương tự như là ngày hôm qua mà thôi Thường cho các bạn thấy được là giá bây giờ thì cũng cỡ đó 1900 đô Không có nhiều sự thay đổi Tin tức này cũng không có ảnh hưởng nhiều đến giá cả Và có phải là Ethereum Foundation thật sự là biết thông tin gì nội bộ Hay là họ thật sự giỏi bán ngay đỉnh hay không đó Thì cũng không chắc các bạn Đây cũng có thể là một cái sự trùng hợp mà thôi Các bạn có biết là Ethereum đã nằm trong tình trạng giảm phát cả tháng 4 vừa qua chỉ tính năm nay thôi đó đã có 374.000 Ether đã bị đốt rồi Từ khi mà các bạn thấy được chúng ta có cái đề xuất EIP 1559 được thông qua đó Thì mỗi lần mà dịch Ether sẽ có một phần phí bị đốt đi Và các bạn thấy được là nếu như chúng ta tính à, trong vòng 7 ngày qua đó Thì chúng ta thấy được là Ethereum đã giảm phát là 2.5% Nếu chúng ta tính trong vòng một tháng qua đó thì phần trăm giảm phát là 1.04% và từ khi mà chúng ta thấy được là có EIP 1559 á, thì phần trăm giảm phát đã là 1.06% rồi có nghĩa là cái số lượng Ether được sinh ra để mà trả cho những người tham gia vào staking đó còn ít hơn cái số bị đốt đi có nghĩa là Ether ngày lại càng mất đi các bạn chúng ta được là cái mức của Ethereum vẫn giữ được là khoảng chỉ 120.000 Ether và nếu như ta tính cái số lượng Ether bị đốt đi mỗi một ngày đó thì chúng ta thấy được là nhìn vào à, tài liệu trong giờ một ngày qua thì các bạn thấy được đã có 11.825 y bị đốt đi, có nghĩa là trong vòng 24 bốn giờ qua đó thì mỗi một phút chúng ta có 8.21 y tờ bị đốt đi, trong vòng à, khoảng chừng một tháng qua đó thì trung bình mỗi một phút chúng ta có 3.67 y bị đốt đi các bạn. Một phần là gì? Một phần là bây giờ cái hứng thú liên quan tới meme coin đang tăng cao các bạn. Chúng ta thấy được có rất nhiều người sử dụng Uniswap, rất nhiều người sử dụng à, những cái ứng dụng ở trên Ethereum và đương nhiên các bạn được là những đồng như là Pepe thì cũng nằm trên Ether mỗi lần mà giao dịch thì lại có một phần phí bị đốt đi Tới với thuần đó thì hầu như Ethereum đã bước qua một trang mới rồi Ethereum sẽ bước vào một cái mùa bull run kế tiếp này với tình trạng giảm phát. Ethereum đó là một đồng mà các bạn đã biết là Thuần Capital đã chia sẻ rất là nhiều trong nhiều năm qua và thật ra Ethereum hầu như là video đầu tiên hay là video thứ nhì mà kênh này đã làm để mà chia sẻ với các bạn cái lòng tin của Ethereum đó không phải lúc nào cũng như vậy đâu. Các bạn thấy được lại Ethereum thì lúc nào cũng có một cái tin tức phớt hết các bạn chúng ta có thể thấy được là những năm như là năm 2017 18 đó thì có rất nhiều những tin tức xấu liên quan tới Ethereum liên tục luôn và lúc đó đó thì ai cũng nói Ethereum là cái mạng lưới nền tảng hợp đồng thông minh của phiên bản 1 thì sẽ bị lỗi thời những phiên bản mới hơn nhanh hơn sẽ thay thế bao nhiêu năm qua các bạn thấy được là Ethereum vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của những cái ứng dụng phi tập trung thậm chí bây giờ chúng ta có rất nhiều giải pháp tầng hai của Ethereum và được nhiều người yêu thích như là Arbitrum như là uh, Matic. Rồi sau đó các bạn thường là tiêu thì nhiều người nói là sẽ không có giữ giá được tại vì tiêu đó lạm phát quá cao là một trong những đồng lớn mà không có cái số lượng ấn định thì nếu như mà lạm phát mãi mãi gì hoài đó thì Ether đâu có một giá trị gì đâu. Các bạn thường là chúng ta bây giờ không phải nói tới lạm phát mà nói tới giảm phát các bạn. Đó là tình trạng hiện tại. Rồi bây giờ đó những cái đợt tấn công mới nhất liên quan tới Ethereum là một số người nói Ether là chứng khoán và SEC nghĩ Ether là chứng khoán. Thật ra hai điều. Thứ nhất đó Y tờ là chứng khoán hay không không phải là do thuận hay là các bạn ra ý kiến mà phải là do tòa án ra quyết định. Thứ nhì nữa là SEC chưa bao giờ nói Y tờ là chứng khoán thậm chí ngay trước quốc hội chưa được kêu Gansler không dám nói Y tờ là gì. Các bạn cũng đã nhớ cái tài liệu thường chia sẻ và cái video thường chia sẻ trên những mạng xã hội rồi. Ở trên Twitter đó thì có rất là nhiều người nổi tiếng mà họ chỉ thích BTC mà thôi, có nghĩa là một số người mà họ theo chủ nghĩa BTC đó thì họ thường hay tung những cái thông tin hoàn toàn không đúng sự thật về Ethereum Cho nên các bạn theo dõi Twitter các bạn cũng à, cần nên để ý vấn đề này à, Và chúng ta cũng có những người mà rất là quen thuộc như là Michael Saylor cũng là một trong những người mà thường hay chia sẻ những thông tin không có đúng sự thật liên quan tới Ethereum Tại vì Michael Saylor chỉ thích BTC mà thôi, đó là điều mà thùng muốn chia sẻ với bạn ở đây rồi chúng ta còn một số những cái thông tin nổi bật khác tôi muốn uh, chia sẻ với các bạn. Thứ nhất chúng ta nói tới Trung Quốc đi. Thì uh, các bạn thấy rồi Trung Quốc đó là một trong những quốc gia mà đã ra cái lệnh cấm sử dụng crypto dùng làm phương tiện thanh toán hay là cấm những sàn giao dịch crypto từ năm 2017 rồi. Nhưng mà ngược lại đó thì gần đây tòa án tối cao Trung Quốc đã đưa ra các hướng dẫn liên quan đến các tranh chấp về crypto tuyên bố rằng đó, việc giải quyết một khoản nợ bằng cách sử dụng một lượng nhỏ crypto sẽ được coi là hợp pháp nếu như cả hai bên đồng ý và không đơn vị thứ ba nào có lý do để phản đối đây là một cái thông tin cực kỳ thú vị tại vì các bạn thấy được là gần đây đó hồng kông đã mở cửa hơn đã muốn thu hút những công ty crypto trở về hồng kông à, thì nhiều người cho đây là một dấu hiệu là trung quốc có thể dùng hồng kông để mà thử nghiệm xem coi là chấp nhận crypto lợi ích và quản lý ra sao à, chúng ta bây giờ lại nghe thêm thông tin này nữa thì cái mà thùng hiểu đây đó là không phải là bây giờ trung quốc cho phép các bạn dùng crypto làm phương tiện thanh toán điều đó vẫn không được cái mà thùng hiểu đây đó là nếu như mà có một sự tranh chấp liên quan đến crypto rồi sau đó đó tòa án phán xử là người này À, thua kiện người kia thắng kiện và người thua kiện phải bồi thường như người thắng kiện bao nhiêu tiền à, thì một phần tiền đó đó nếu như mà được trả bằng crypto thì vẫn coi như là hợp pháp miễn là không có đơn vị thứ ba nào phản đối có nghĩa là nếu như mà người đó à, nhận được cái tiền bồi thường nhưng mà người thứ ba à, là người mà sẽ nhận được cái phần tiền đó từ người thứ hai mà người thứ ba không đồng ý thì cũng sẽ không được thông qua nhưng mà nếu như giữa hai người mà hai người đều đồng ý thì sẽ không có vấn đề gì một phần nào đó là dấu hiệu trung quốc công nhận crypto là tài sản có giá trị và hợp pháp Nói tới pháp lý đó thì chúng ta hãy nói tới Hoa Kỳ đi Thì chúng ta được là Hoa Kỳ đã có một cái luật liên quan tới đạo crypto chính thức được thông qua Và lần này đó là từ tiểu bang Montana Và thật ra các bạn thì chúng ta đã nghe nhiều cái dự luật từ Arkansas, Missouri để mà bảo vệ những cái công ty đạo crypto Nhưng mà đó là những cái dự luật được thông qua một phần từ quốc hội mà thôi vẫn chưa chính thức thành luật Nhưng mà đây là một cái thông tin tốt đã được thành luật rồi các bạn thì để nói chi tiết hơn đó là thống đốc của tiểu bang Montana đã chính thức thông qua luật bảo vệ ngành đào crypto. Luật này cho phép những người đào công nghiệp và đào tại nhà tiến hành hoạt động kinh doanh của họ mà không bị chính phủ can thiệp. Montana lưu ý rằng các hoạt động đào crypto đó mang lại giá trị kinh tế tích cực cho các cá nhân và công ty Hoa Kỳ. Các bạn thấy được là những tiểu bang bây giờ họ đã công nhận là đào crypto mang đến lợi ích cho tiểu bang của họ. Luật này đó bảo vệ các công ty đào để không bị phân biệt đối xử bởi những cái công ty cung cấp điện. Có nghĩa là nếu như mà một cái công ty đào họ tới để mà bắt điện để có thể là đào BTC thì không thể bị kỳ thị. Có nghĩa là công ty điện nó không thể là không cung cấp dịch vụ cho họ hay là công ty điện không thể nói là vì đào BTC tôi phải tính tiền điện mắc hơn, không làm gì. Và điều mà chúng ta thấy đây đó là những tiểu bang họ đã quá mệt mỏi chờ đợi một cái luật chính thức từ liên bang cho nên bây giờ những tiểu bang như là Texas như là Florida như là chúng ta nói tới Montana chúng ta nói tới Missouri Arkansas thì họ đều lần lượt muốn tự có luật riêng cho họ đó là điều chúng ta thấy đây rất nhiều những cái tiểu bang bây giờ đã nhận được lợi ích của crypto mang đến cho tiểu bang của họ và thường nếu các bạn đi đây là những cái tiểu bang mà họ cần thêm thuế những tiểu bang này đó là họ cần công an việc làm cho nên những tiểu bang này sẽ mở tay để mà chào đón những công ty đào không giống như New York các bạn New York là một trong những tiểu bang gắt cao hơn và đây là một trong những tiểu bang mà không thích ngành đào BTC nhưng mà không sao ngay cả Hoa Kỳ nơi này không thích nơi kia cũng sẽ thích các bạn và nói tới New York đó, thì một lần nữa chúng ta lại nghe nói tới một cái dự lực mới liên quan đến crypto đến từ New York Nhưng mà nào mà không đành thì New York là hầu như là tiểu bang duy nhất mà có nhiều lực cắt rối liên quan đến crypto Đến nỗi mà các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ đó, hầu như là các bạn có thể sử dụng nhiều dịch vụ trên sàn Coinbase là bất cứ sàn nào Nhưng mà ở New York thì lại không được sử dụng rất nhiều những cái dịch vụ của những sàn đó tại vì quy tắc của New York Và New York là một những tiểu bang mà có một cái lực kỳ quái là các bạn cần phải có một cái gọi là bit license thì mở hoạt động ở đó được hầu như là không một tiểu bang nào có hết các bạn chỉ có New York thôi cho nên rất nhiều những cái công ty ngay cả ở Hoa Kỳ đó họ tránh ra New York và bản thân của Thuận đó thì Thuận cũng thường xuyên phải đối đầu với những quy định liên quan tới New York và nhất là về cái ngành cho vay bất động sản các bạn New York là một trong những cái tiểu bang mà có những cái luật kỳ quái đối với Thuận liên quan tới ngành cho vay bất động sản cho nên thường đó, những công ty cho với bất động sản họ cũng sẽ tránh New York ra. Điều này đó thật ra chỉ làm cho người dân New York mất đi nhiều sự lựa chọn mà thôi. Nhưng mà đợt này đó thì dự luật này theo thuận hiểu là một dự luật mà thường cảm thấy hợp lý hơn nhiều và thực sự bảo vệ được cho những người dân ở New York đây đương nhiên là dự luật chỉ cho New York mà thôi chứ không phải là cho cả Hoa Kỳ nếu như mà dự luật này được thông qua đó thì các sàn giao dịch crypto có thể có nghĩa vụ bồi thường cho các nạn nhân trong trường hợp họ bị lừa đảo theo tôi hiểu ở đây đó là giả sử như các bạn đầu tư vào một đồng nào đó và đồng đó là một lừa đảo khi bạn bị rất thua mà cái đồng đó trên sàn giống như là sàn Binance hay là sàn Coinbase thì sàn đó phải có trách nhiệm bồi thường các bạn tại vì sàn đó là sàn mà đã list đồng đó À, thứ nhì nữa đó là các sàn giao dịch sẽ phải cung cấp thông tin quan trọng về các tổ chức phát hành token cho các nhà đầu tư có nghĩa là các sàn giao dịch đó phải công khai là đồng này ai đứng sau lưng à, cái team nó như thế nào bao gồm các thông tin về rủi ro và xung đột lợi ích có nghĩa là cái sàn này đó, họ có lợi ích gì khi mà list đồng này họ có à, được trả tiền trả token hay không cũng phải công bố các sàn crypto sẽ buộc phải công bố nguyên tắc niêm yết token và điều thứ ba đó là những người quảng bá crypto phải đăng ký và công bố vai trò của họ khi mà làm việc với những dự án. Đây là ba điều được nói đến trong dự luật này và thường cảm thấy là ba điều này cũng hợp lý mà thôi. Đây là một trong lần hiếm hoi mà dự luật của New York nó make sense, nó hợp lý đối với thường. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, Coex, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn như dịch, thì chỉ nên dùng để mà dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của thuần capital thì như bạn có nói biết là thuần đang gây dựng một cái kênh thuần capital short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.